Lưu ý trước khi xem, đây là video tiểu thuyết ghép át nên sẽ tập trung vào tình tiết hấp dẫn, nội tâm nhân vật trong truyện, hình ảnh chỉ mang tính chất tương đối. Chúc các bạn xem video vui vẻ, nếu thấy hay hãy like, chia sẻ và ấn theo dõi để xem những tập mới nhất nhé. Sức mạnh phong thiên kiếm, đoạn thiên trảm, gió lớn mãnh liệt khiến bào phục xám bay phất phới, một nam tử trung niên nho nhã, trong mắt hiện ra tinh mang, khuôn mặt cương nghị vô cùng nghiêm túc. Trường kiếm tản ra màu xanh thăm thẳm, dưới bầu trời u ám lại tỏa ra hào quang lóa mắt riêng kiếm mang sắc bén kia như muốn chia thiên địa ra làm hai phát ra tiếng kêu leng keng không ngừng ngửa lên trời thét dài kiếm khí sắc bén ở đỉnh mũi kiếm như hình nón bay vút lên trời lập tức muốn phá thể mà ra vượt qua không trung mênh mông đâm về phía quái vật băng long nhìn thấy cảnh này tất cả mọi người đột nhiên giật mình chờ đợi đệ nhất cao thủ bắc châu xuất thủ thế nhưng còn không đợi một kiếm này chém ra một tiếng lo lắng hét lớn đột nhiên vang vọng thiên không lăng thiên huynh hạ thủ lưu tình bên trong băng long có đệ tử phong ấn xin xuất thủ nhẹ tay không cần thiết thương tổn tính mạng hắn cái gì bên trong thế mà còn có người khác biệt hoàn toàn với sức mạnh thiên địa tụ tập hai ngàn năm trước âu dương lăng thiên đột nhiên ngừng lại trong tay muốn chém ra một kiếm cũng bỗng dưng dừng lại quay đầu nhìn qua thấy người vừa hô lớn không ai khác chính là hắc nhiêm Chí tôn của tây châu lại nhìn băng long lao nhanh về phía chắc phàm tàn phá bừa bãi âu dương lăng thiên lại có chút chần chừ hiện tại hắn cách băng long rất xa cũng không biết đệ tử tây châu bị phong ấn ở chỗ nào tùy tiện vung xuống một kiếm lỡ như thương tổn ái đồ song long trí tôn chẳng phải ảnh hưởng đến tình nghĩa hai nhà sao nhưng nếu một kiếm này không xuất ra tính mạng của những người phía trước kia sẽ bị băng long hại so sánh thiệt hơn lại tiến thoái lưỡng nan khiến đệ nhất cao thủ bắc châu không biết xử lý thế nào cho tốt đến cùng là cứu một người tổn hại mấy người để duy trì giao tình của hai châu hay tổn hại một người mà cứu nhiều người đây may nhíu chặt âu dương lăng thiên đối mặt với cảnh tiến thoái lưỡng nan khó đưa ra lựa chọn so sánh lợi ích của hai châu và vài nhân mạng đến tột cùng bên nào nặng nhẹ cho dù hắn là nhân vật danh môn chính phái đỉnh phong cũng rất khó đưa ra phán đoán cũng vì trong lúc trần chờ thời cơ tốt nhất để xuất kiếm cũng qua đi băng long trùng kích cuồng bạo về phía bọn người chắc phàm ai cũng không thể ngăn cản cho dù hiện tại hắn lại huy động kiếm phong đợi kiếm khí đến thì băng long cũng đã sớm xé nát mấy người chắc phàm rồi đến lúc đó cho dù chảm băng long cũng không làm nên được chuyện gì nhìn qua âu dương lăng thiên không có lựa chọn nhưng sâu thẳm trong lòng thực sự đã lựa chọn diệp lân là người hắc nghiêm trí tôn tự mình mở miệng nhờ bảo vệ địa vị của hắn ở tây châu nhất định không thể coi thường hắn an toàn cũng cực kỳ trọng yếu thậm chí cũng có thể hy sinh mấy tính mạng để bảo đảm hắn an toàn tuy chính đạo thường nói chúng sinh bình đẳng nhưng trong mắt mọi người sinh mệnh làm sao bình đẳng được nghĩ tới đây âu dương lăng thiên cầm kiếm tay trong tay thở dài không nghĩ tới giờ phút sinh tử hắn lại thua với trái tim thế tục hắn rất rõ ràng tuy hắn muốn cứu phía tính mạng tất cả mọi người nhưng một kiếm này cuối cùng không xuất ra không phải bởi vì hắn lo lắng sinh mạng trong băng long hơn mà chú ý đến lợi ích của hai châu hơn bao nhiêu người chết không quan trọng nhân vật trọng yếu chết thương tổn một phần đều sẽ khiến đại cục dung chuyển đây chính là thế tục cao thủ đệ nhất nam châu ai cũng thanh cao cực kỳ nhưng vẫn không chạy khỏi lợi ích thế tục mà thượng quan Kinh yên nhìn đến chắc phàm gặp nạn vốn kinh hãi lo lắng nhìn thấy âu dương lăng thiên muốn xuất kiếm trong lòng có chút hy vọng thời điểm kiếm sắp xuất ra lại ngừng khiến nàng ngây người không hiểu chuyện gì xảy ra vì sao hắn lại không xuất thủ đúng vậy bình thường lão cha thấy người gặp nạn nhất định rút đao tương trợ sao hôm nay lại kỳ quái như thế vì cảm thấy cách quá xa sợ chảm lệch lại ngộ thương người vô tội sao âu dương trường thanh cũng kỳ quái sợ hãi kêu lên mộ dung tuyết nhìn thấu hết thảy lại bất đắc dĩ thở dài chỉ sợ không phải sợ kiếm lệch mà lòng đã lệch giống một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc băng long mang theo uy áp mãnh liệt không gì địch nổi bỗng nhiên phóng về phía mấy người chắc phàm chớp mắt tới gần luồng khí băng lãnh bao phủ quanh bọn họ tạo thành một kết giới như băng vụ chỉ cần thoáng chạm qua sẽ bị đông cứng không ai chạy thoát khuynh thành sư muội thủy sư muội thấy tình cảnh này vũ thanh thu vô cùng sợ hãi vội vã kêu lên mấy người viêm ma cũng tỏ thái độ vội vàng thượng quan khinh yên càng nhịn không được la lớn cẩn thận chắc thế nhưng băng long cùng mãnh không ai có thể ngăn cản sớm đã dương nanh múa vuốt đi đến trước mặt mấy người chắc phạm song chảo băng lãnh đột nhiên phát ra những tiếng động chói tai hung hăng đánh về phía mọi người một chảo thật sự vỗ xuống mọi người bị xé vụn thành mảnh nhỏ nhìn long chảo đáng sợ tập kích qua hai người thủy nhược hoa đã hoàn toàn ngây người khóe miệng giật giật trên mặt vô cùng khổ sở thỉnh thoảng nhìn về phía chắc phàm vẫn bình thản tự nhiên như cũ yên tĩnh ngồi đó trong mắt tràn ngập vẻ oán trách ta nói chúng ta chạy mau ngươi nhất định ở nơi này ra vẻ giờ thì tốt rồi muốn chạy cũng không chạy được mấu chốt là chính ngươi tự tìm đường chết vì sao còn muốn lôi kéo chúng ta còn khuyên thành nàng chưa khôi phục tâm trí cứ như vậy đần độn u mê chết cùng ngươi ở nơi xa lạ này thật sự không cam lòng mà các ngươi nói xem tiên sinh nhà các ngươi tùy hứng như thế hại các ngươi chôn cùng hắn có phải các ngươi cũng hận chết hắn không cùng nghĩ như vậy tại thời khắc hấp hối sau cùng của mình thủy nhược hoa quay đầu nhìn những hộ vệ thương đội kia chỉ thấy bọn họ vẫn bình tĩnh như thường yên tĩnh chắn trước mặt chắc phàm trên mặt không chút gợn sóng thủy nhược hoa ngạc nhiên trong lòng không khỏi oán thầm làm sao thế bọn họ cũng muốn tìm chết sao dù có chôn cùng chủ tử cũng tuyệt không cảm thấy oan uổng gì sao thế nhưng nàng làm sao biết một đường theo chắc phàm đến đây bọn họ đã sớm thăm dò tâm tư của hắn có thể khống chế lãnh vũ kiếm vương đến đối mặt bất bại kiếm tôn chỉ cần hắn không tỏ vẻ kinh hoàng thì mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của hắn căn bản không cần lo lắng mà bây giờ chắc phàm chỉ chăm chú kéo bày tay sở khuynh thành để nàng dựa vào đầu vai hắn không chút hồi hộp trái lại càng thêm bình tĩnh thì bọn họ có gì phải lo lắng chứ tóm lại một đường đi tới này bọn họ hiểu khá rõ khả năng khống chế của chắc phàm vô cùng tâm phục khẩu phục hiện tại đừng nói chỉ có băng long này cho dù có rơi vào trong trăm long vạn long đều tới chắc phàm không hoảng hốt bọn họ sẽ không bối rối đây cũng là tín nhiệm thậm chí nói là tín ngưỡng hô gió lạnh vù vù thổi tới uy áp mạnh mẽ khắp bốn phía tính cả ghế dựa dưới mông mọi người tất cả đều áp xuống lòng đất 10 mét song chảo băng lãnh đã sắp bắt đến gò má bọn họ hai mắt thủy nhược hoa khẽ đảo trong lòng trầm xuống sắp hoảng sợ đến ngất đi những người vây xem như vũ thanh thù viêm ma mộ dung tuyết cùng âu dương trường thanh thì vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ gấp xiết chặt nắm tay âu dương lăng thiên thở dài một hơi bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu không đành lòng xem dù sao phía trước chết bao nhiêu người không quan trọng nhưng cái chết của những người này là do hắn không hành động hắn thật sự không còn mặt mũi mà nhìn hắc nghiêm trí tôn nhìn ba người sở khuyên thành khẽ lắc đầu trong lòng có chút áy náy lần này vì có thể cứu diệp lân vì tương lai của tây châu hắn đành bỏ qua những đệ tử không quan trọng phúc thế mà ngay lúc tất cả mọi người nghĩ mấy người chắc phàm xong đời rồi trong lòng tiếc than thì đột nhiên một tiếng động vang lên đồng thời băng chảo mãnh liệt của băng long cũng đột nhiên dừng lại trên không trung không thể đè ép xuống mọi người nhìn thấy rõ đột nhiên kinh ngạc đến ngây người chỉ thấy giờ khác này ở giữa băng long và chắc phàm một long chảo đen nhánh từ trong thân thể chắc phàm thoát ra trong nháy mắt đỡ được long chảo của băng long cứng ngắc trên không trung khiến nó không thể tiến lên Sao có thể, sức mạnh của người kia tiếp xúc với Băng Long nhưng lại không bị phong ấn, chuyện này là sao?" Một trưởng lão tông môn nhìn một màn quỷ dị trước mắt, không thể tin được. "Băng Long này dù là võ kỹ thần hồn, thậm chí linh khí nguyên lực ngay lập tức sẽ phong ấn nhập thể nội, làm sao có người tiếp xúc với nó mà có thể yên ổn không có chuyện gì chứ?" Âu Dương Lăng Thiên Lăng không cấp tốc chạy đến, nhìn cảnh tượng trước mắt giật mình kinh hãi, nhanh chóng giảm tốc độ phi thân, sắc mặt ủy oải. "Phong Thiên kiếm đạo, thế mà không còn phong thiên, chuyện này, làm sao có thể?" mà hai người thủy nhược hoa vốn đã chuẩn bị bỏ mạng dưới băng long chảo đợi một lúc vẫn không thấy gì khác lạ ngẩng đầu nhìn lên thấy hắc chảo chống đỡ như trụ trời nàng hoàn toàn ngơ ngẩn không kịp phản ứng băng long này không phải vô địch à lúc trước ngay cả hắc nghiêm trí tôn đều không thể ngăn cản được làm sao lại đỡ dễ dàng thế được tiên sinh ngươi quay đầu nhìn về phía chắc phàm hai người thủy nhược hoa vô cùng ngạc nhiên không nhìn hai nàng chắc phàm chỉ nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của sở khuynh thành đang nghiêng người dựa vào đầu vai hắn không khỏi nở nụ cười hớn hở sau đó lại nhìn về phía băng long trên đỉnh đầu không ngừng vồ xuống dưới sắc mặt liền trầm xuống nghiệt xúc ngươi quấy giày chúng ta nghỉ ngơi lôi viêm quỷ chảo bên trong mắt trái lôi viêm màu đen điên cuồng tuôn ra cấp tốc bò lên hắc long chảo mà cũng chính tại thời khắc này hắc long chảo bỗng dưng tăng trưởng mấy lần hóa thành một cự chảo lôi viêm khủng bố âm thanh đùng đùng vang vọng giữa đất trời khi tức tử vong cuồn cuộn bạo liệt bỗng dưng truyền khắp nơi này mà cũng trong nháy mắt không chỉ có những những đệ tử mà ngay cả tuyệt thế cao thủ hắc nghiêm trí tôn và âu dương lăng thiên hai cũng sợ hãi băng long vừa mới dương nanh múa vuốt kia giờ này khác này trong khí tức khủng bố của lôi viêm màu đen lộ ra khuôn mặt kinh khủng hiếm có thậm chí ngay cả thân rồng được bao phủ vụn băng sáng rực cũng run rẩy không ngừng oanh hắc chảo mang sấm sét khủng bố hung hăng bóp chặt lại song chảo của băng long liền ầm vang vỡ thành vụn băng đầy trời mà lại vụn băng vừa muốn trở lại trong thân thể băng long lại bị vô tận lôi viêm thiếu đốt sạch sẽ Thân thể Băng Long không ngăn được run rẩy, nó thật sự đang sợ hãi. Sao lại thế này, chỉ là một nam tử thoạt nhìn như một kẻ dễ ăn, trong thân thể sao có thể có năng lượng kinh khủng như vậy, phong thiên chi lực của nó đều không phong ấn nổi. Thân thể Băng Long run rẩy, không ngừng lui về phía sau, kiếm mang băng lãnh trên trời vẫn đang không ngừng bắn tới trên thân nó, dung nhập vào trong thân thể nó, bổ sung năng lượng nó vừa mất đi, mà song chảo của nó cũng được năng lượng bổ sung mà bắt đầu chậm rãi khôi phục. Thế nhưng sao chắc phàm có thể để nó dễ dàng có được cơ hội thở dốc? dù sao đã xuất thủ vậy phải làm đến cùng trong mắt chắc phàm lóe lên một đạo hàn mang tâm niệm nhất động cự chảo lôi viêm thừa thắng sông lên chỉ trong nháy mắt đã bắt trúng đầu băng long sau một tiếng ầm vang lại lần nữa bóp nát nó thành phấn vụn trong vụn băng bay tán loạn bông xương ngưng tụ thành từ lực lượng thiên địa dưới uy lực kinh khủng của lôi viêm toàn bộ hóa thành hư vô ngay sau đó lôi viêm quỷ chảo tiếp tục lướt qua long thân long thân dài trên trăm trượng ầm ầm vỡ vụn chỉ mấy hơi thở tất cả đều vỡ nát thành bông tuyết tiêu tán vô tung đến cuối cùng lôi chảo thu lại trên long chảo còn có một nhân ảnh chắc phàm nhẹ nhàng buông lỏng ra bịch một tiếng người kia rơi xuống mặt đất chính là diệp lân hắn có vẻ vừa mới được giải phong đầu óc còn mười phần mơ hồ lảo đảo ngồi trên mặt đất thân thể có chút phù phiếm nhưng hắn cũng biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì lẩm bẩm nói đa tạ đại ca nhiều năm như vậy không ngờ ta vẫn kém ngươi rất nhiều đừng khách khí lần sau cẩn thận Trác Phàm thu nhập long trảo vào thể nội, cũng không nhìn Diệp Lân, vẫn bình tĩnh như thường, vẫn ngồi lặng lặng, Sở Khuynh Thành tựa lên vai hắn. Tuy mặt đất chỗ bọn họ bởi vì ồn ào vừa rồi mà đã sụp đổ xuống, trở thành một đống lộn xộn. Thế nhưng từ đầu đến cuối, Sở Khuynh Thành được chắc Phàm bảo vệ, lại không để nàng cảm thấy một tia chấn động nào. Nhìn mọi chuyện vừa xảy ra, tất cả mọi người đều hoàn toàn kinh ngạc. Nhất là Âu Dương Trường Thanh luôn luôn cao ngạo, càng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chắc Phàm, thật lâu chưa tỉnh hồn lại hắn làm sao có thể nghĩ đến quản sự của một thương đội mà hắn mời đến trợ uy lại là một tuyệt thế cao thủ chỉ ít một chiêu kia thần kỹ bóp nát phong thiên băng long thật nhìn mà chỉ biết than thở phải biết băng long nắm giữ phong thiên đại đạo không có thần kiếm tương trợ cho dù là phụ thân hắn cũng chưa chắc có thể phong ấn được con quái vật kia thế nhưng tiểu tử này em gái ngươi hắn là thần thánh phương nào vậy thượng quan khinh yên nhìn hắn dị sắc liên tục hiện trên mặt long đầy vẻ sùng kính thế nhưng khi nàng nhìn thấy chắc phàm cùng sở khuynh thành mười ngón tay đan chặt vào nhau còn có người ngọc kia tựa chắc lên vai phàm sắc mặt mừng rỡ lại ảm đạm xuống đồng thời trong mắt đầy vẻ nghi hoặc nữ nhân này có quan hệ gì với hắn vậy vì sao hắn lại ôn nhu quan tâm với nàng như thế ta còn chưa từng thấy hắn bình tĩnh như vậy với một nữ nhân nào cổ nhất phàm một tiếng nỉ non chợt vang lên bên tai nàng nàng giật mình vội vàng xoay người nhìn liền thấy mộ dung tuyết đang nhíu mày nhìn chằm chằm chắc phàm trong mắt hiện lên vẻ phức tạp thượng quan khinh yên giật mình nhìn hai bên thấy không có người chú ý mới vội vàng hạ giọng khẩn cấp hỏi tuyết tỷ có phải tỷ nhìn lầm hay không sao tỷ lại nói hắn là cổ nhất phàm tuy hắn mang mặt nạ nhưng ta biết đứa bé bên cạnh hắn mộ dung tuyết mười phần chắc chắn nói mà lại ta cũng biết lôi viêm màu đen bên trong chiếu thức kia trong toàn bộ đại lục ngọn lửa màu đen kia thật sự rất thưa thớt tuyệt đối là hắn sẽ không sai thượng quan khinh yên nắm chặt quyền lại gấp cắn chặt hàm răng cúi thấp đầu trên mặt đầy vẻ trần trừ bây giờ hắn lại bị tuyết tỷ đáng đâm ngàn đao nhận ra phải làm thế nào để giúp hắn đây đáng chết tuyết tỷ luôn luôn cương trực công chính nhận ra hắn nhất định sẽ bẩm báo lên trên làm thế nào mới tốt đây thượng quan khinh yên gấp đến dậm chân nhìn chắc phàm lại nhìn mộ dung tuyết lại vẫn chẳng nghĩ ra được gì dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng mộ dung tuyết nghi ngờ nhìn nàng thấp giọng nói yên nhi không phải ngươi đã sớm biết hắn chứ a à, làm sao có thể ta cũng chỉ vừa nghe tỷ nói mà ha ha thượng quan khinh yên cố chấn định đáp mộ dung tuyết chậm rãi lắc đầu nghiêm túc nói yên nhi ngươi nói ngươi không biết hắn thế mà vừa thấy hắn gặp nạn liền lộ ra vẻ vội vã như vậy ngươi nói thật với ta đi có phải đã sớm biết hắn sẽ đến hay không thượng quan khinh yên hiện vẻ do dự nhìn ánh mắt lạnh lùng của mộ dung tuyết thấy cũng không gạt được chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu vậy ngươi còn giúp hắn giấu giếm ngươi có biết hắn là người nguy hiểm cỡ nào hay không tuyết tỷ hắn nói hắn đến nơi đây chỉ là vì cứu mạng nhi tử không có ý đồ xấu với bốn châu chúng ta hắn nói gì ngươi cũng tin. Ta đương nhiên tin hắn, hắn còn từng giúp chúng ta đoạt lại trùng thiên kiếm. Thượng quan khinh yên cứng cổ nói, vẻ mặt đầy sự kiên định, mà lại, ta từng thấy hắn đối xử với nhi tử hắn tình nghĩa nhường nào rồi, hắn chắn chắn không lấy nhi tử làm cớ. Mộ dung tuyết nhìn chầm chầm nàng, trong mắt khẽ run, khẽ cao mày, lại bỗng dưng trầm mặc. Thấy thế, thượng quan khinh yên trầm ngâm một hồi, rồi tiếp tục nói, tuyết tỷ, ta xin tỷ đừng vạch trần hắn, hắn thật sự không phải người xấu. Hắn mà không phải người xấu, thiên hạ không có người tốt. Mộ Dung Tuyết bất đắc dĩ trợn mắt một cái, sau đó dò xét kỹ nàng, lại nhìn về phía Trác Phàm, thở dài nói, thực sau khi hắn ra tay, không cần ta vạch trần, hắn cũng trở thành tâm điểm của mọi người. Bây giờ Hải Minh Tông chắc đã coi hắn là làm đối tượng trọng điểm mà chăm sóc, sớm muộn gì hắn vẫn sẽ phải lộ mặt thôi. Thượng Quan Khinh Yên quay đầu nhìn Trác Phàm, trong mắt đầy vẻ ân cần, kiên quyết nói, "Vậy, vậy đến lúc đó rồi tính, chúng ta đừng nói gì là được." Mộ Dung Tuyết thấy thế càng bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, nhưng nàng quả thật quyết định nhắm mắt lại, coi như chưa từng thấy gì. Chắc Phàm cũng đã nhìn ra biểu hiện của tất cả mọi người, một gã hộ vệ liền tiến đến, cúi người nói nhỏ bên tai Chắc Phàm, "Tiên sinh, chúng ta bị phát hiện rồi." "Ta biết." Chắc Phàm thản nhiên gật đầu, rồi quay đầu nhìn về phía Sở Khuynh Thành vẫn đang rất điềm tĩnh, lại mỉm cười, "Có điều, đều đáng giá, bao nhiêu năm rồi, có lẽ Khuynh Thành không được nhắm mắt tu dưỡng như bây giờ, đây là ta nợ nàng, nợ nàng rất nhiều." bên cạnh thủy nhược hoa ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hai mắt đầy thâm tình kia có chút ngây người nói tiên sinh ngài cho chúng ta cảm giác thật quen thuộc không biết trước kia chúng ta từng gặp nhau rồi sao chắc phàm trầm mặc không nói bạch một bóng người lóe qua hắc nghiêm trí tôn xuất hiện sau khi nhìn chắc phàm hắc nghiêm trí tôn vội vàng đỡ diệp lân dậy rồi ôm ôm quyền nói đa tạ tiên sinh xuất thủ cứu giúp không biết tiên sinh xưng hô như thế nào quản sự tiền ra tiền phàm chắc phàm cười nhạt đáp hắc nghiêm trí tôn có hơi sửng sốt nói tiền ra Bắc Châu, đúng vậy, U, Bắc Châu sinh ra một nhân tài thật kiệt xuất. Hắc Nhiêm Chí Tôn gật đầu nói, trong lòng lại oán thầm. Hắn vẫn cho là Tây Châu sinh ra Diệp Lân và Trác Phàm đã rất tốt, nhưng vạn vạn không ngờ, Bắc Châu cũng địa linh nhân kiệt như thế, cũng sinh ra một con quái vật. Quả nhiên là Giang Sơn đời nào cũng có người tài mà. Ngay sau đó, Hắc Nhiêm Chí Tôn kiểm tra kỹ thân thể Diệp Lân, rồi nhìn Thủy Nhược Hoa nói, đưa Khuynh Thành về, lão phu liệu thương cho các người thủy nhược hoa vội vàng gật đầu muốn đưa sở khuynh thành rời đi nhưng chắc phàm lại lên tiếng ngăn cản chờ đã chắc phàm quay đầu nhìn sở khuynh thành nàng vẫn còn đang an tĩnh ngủ say mới thản nhiên nói người thụ thương chỉ có vị huynh đài này tiền bối dẫn hắn trở về là đủ vị cô nương này còn cần tu dưỡng đừng quấy rầy nàng ngài cứ lo cho đệ tử của ngài đi dù sao đối với ngài vị huynh đài này mới càng quan trọng hơn tuyệt đối đừng để thương thế kéo dài Hắc Nghiêm chi Tôn chỉ trệ, nghe ra ý trong lời này, rõ ràng châm chọc hắn lúc đó chỉ lo bảo vệ Diệp Lân mà từ bỏ người khác, nhưng mà đúng vậy, hắn chỉ có thể thở dài, không nói lời nào, lần nữa ôm quyền, đưa Diệp Lân rời đi. Hai người thủy nhược hoa thì lâm vào tình cảnh xấu hổ, các nàng phải làm thế nào đây? Đúng lúc này, Âu Dương Lăng Thiên đáp xuống diễn võ đài, đầu tiên thấy nhi tử mình vẫn còn có vẻ nhờ nhơ, liền giơ tay lên muốn phang cho phát, Âu Dương Trường Thanh liền bị dọa cho thất kinh chạy trối chết. Nghịch tử, ngươi xông ra đại họa, ngươi có biết hay không? Âu Dương Trường Thanh ôm đầu, mặt mũi đầy ủy khuất kêu lên, "Ta biết, ta biết, mấy vị trưởng lão cũng đã nói với ta rồi mà." Rồi ngay sau đó vội vàng đổi chủ đề, chỉ bầu trời nói, "Chỉ là bây giờ việc cấp bách của người có phải phong ấn thông đạo thiên địa hay không, không cho lực lượng thiên địa tiếp tục chút xuống?" "Ách, xảy ra chuyện gì rồi, trên trời sao lại không có kiếm khí?" Âu Dương Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, giọng căm hận nói, "Thông đạo thiên địa này không cần phong ấn, bởi vì đã tự động được tu bổ tốt rồi." "A, à, thần kỳ như vậy sao, mới vừa rồi còn" Âu Dương Lăng Thiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hét lớn, ngươi vẫn không biết có phải hay không, còn nói trưởng lão đã nói rõ với ngươi. Thằng nhãi con này, ngươi nghe kỹ cho ta, lực lượng thiên địa cần kíp nổ mới có thể chút xuống nhân gian, bị người khống chế. Bình thường thủ quyết ngươi dùng chính là một loại kíp nổ, mà thiên địa bạo động chính là kết quả biến thành sau kíp nổ. Như vừa rồi đó, như là bây giờ, băng long kia đã bị hủy đến không còn sót lại cặn lực lượng thiên địa không còn chỗ để chứa đựng tất nhiên sẽ không thể tiếp tục hạ phàm thiên địa tự nhiên khôi phục bình thường Âu Dương Trường Thanh gật đầu, cuối cùng hiểu ra. Lúc này, một thanh âm suy yếu lại kiên định lạ thường vang lên, Âu Dương Trường Thanh, lần sau tái chiến. Nhìn về nơi phát ra giọng nói, chính là Diệp Lân đang được khắc nghiêm trí tôn đỡ lên. Hừ, đánh thì đánh, lần sau ta lại dùng kiếm quyết này thắng ngươi. Nói cho ngươi, vị trí thứ nhất bốn châu, sớm muộn vẫn là của bổn công tử, ha ha ha. Đùng, Âu Dương Lăng Thiên cây cú vỗ cho tên nghịch tử một phát, tái chiến cái kẹt, còn ngại chưa gây đủ rắc rối cho lão tử đúng không? còn nữa chính thức đệ nhất thế hệ trẻ tuổi tứ châu không phải đã quyết ra rồi sao nói tới đây âu dương lăng thiên chậm rãi chuyển mắt về phía chắc phàm mọi người cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía đó có lẽ người này không chỉ đơn giản là đệ nhất tứ châu nhìn chắc phàm thật sâu trong lòng âu dương trường thanh nhiều cảm xúc xen lẫn dù ý thức được đối phương cường đại nhưng miệng vẫn nói lời không phục như cũ chưa chính thức so qua không biết ai thắng ai thua còn chính thức so nữa à nhìn chưa thức vừa rồi có thể nhìn ra được giữa các ngươi chênh lệch khá lớn lạnh lùng liếc nhìn hắn âu dương lăng thiên lại nhìn về phía chắc phàm trong mắt tinh mang rạng rỡ vẻ mặt nghiêm túc nói nên biết rằng sức mạnh băng long cho dù ngươi cùng đệ tử tây châu hợp lực tạo ra quái vật tương đương với hai người các ngươi liên thủ ra oai lấy một địch hai người ta cũng có thể tùy tiện ngăn lại ngươi tranh lệch với hắn không thể dùng đạo lý mà tính toán công lực của hắn mạnh hơn ngươi gấp năm lần trở lên à đột nhiên âu dương lăng thiên nói đến đây lại ngừng sắc mặt càng thêm ngưng trọng hắn không nói tiếp nữa âu dương trường thanh nhìn thấy cảm giác vô cùng kỳ quái hỏi mà cái gì mà sức mạnh của Băng Long chính là Phong Thiên Kiếm quyết, nhưng hắn có thể dễ dàng giải quyết, điều này nói lên sức mạnh của hắn và của người tương khắc, thậm chí là áp chế, nếu như ngươi đọ sức với hắn cũng chẳng khác gì đệ tử Tây Châu kia, căn bản không có nửa phần ưu thế, nhất định không thắng được. Lúc này, Mộ Dung Tuyết bước lên một bước, nói tiếp lời Âu Dương Lăng Thiên còn chưa nói hết. Nhìn chằm chằm cha mình, trong mắt như hỏi đúng không? Âu Dương Lăng Thiên tán thưởng gật đầu, nhìn Mộ Dung Tuyết nói, Tuyết Nhi giải thích không tệ, đúng là như thế có điều lão phu hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua kiếm quyết thần kiếm bị khắc chế cho dù là bất bại kiếm tôn bá thiên kiếm đạo cũng không có dạng sức mạnh này nhưng tiểu từ kia chà không biết hắn là thần thánh phương nào âu dương lăng thiên nheo mắt hung hăng nhìn chằm chằm chắc phàm nơi xa trong mắt trà nhập nghi hoặc những người còn lại cũng kinh ngạc nhìn chắc phàm suy đoán lai lịch của nhân vật thần bí này chí ít không phải đúng như hắn nói một tiểu quản sự thương nhân mà thôi mộ dung tuyết thì ở một bên nhìn lấy thực hiện ước định cùng thượng quan khinh yên không có vạch trần nhưng giờ khác này nàng có nói hay không cũng không quan trọng bởi vì chắc phàm đã triệt để bại lộ trong tầm mắt tất cả mọi người thu hút sự chú ý lên người hắn muốn lui cũng không thể lui được mà hải minh tông cũng sẽ không mặc cho một nhân vật thần bí nguy hiểm như thế lẫn vào trong tông bất chấp lý do tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn không nhúc nhích giống như đang quan sát một động vật quý hiếm mà chắc phàm cũng làm như không có chuyện gì cứ như vậy ngồi yên đó người ngọc bên cạnh bất động hắn cũng bất động miễn quấy phá người ngọc tu dưỡng tại hạ hải minh tông âu dương lăng thiên không biết tiên sinh là ai đến từ đâu đến hải minh tông có chuyện gì trầm ngâm một chút cũng tỉ mỉ quan sát kỹ một chút chỉ thấy chắc phàm trong tình huống lộn lộ xộn vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ khí độ phi phàm nhất định không phải hạng người bình thường cuối cùng âu dương lăng thiên cũng chậm rãi tiến lên đến chỗ chắc phàm tuy nhiên đối mặt với một người nhìn qua là tu giả thần chiếu cảnh nhưng một chiêu vừa rồi của chắc phàm hắn cũng không dám xem thường cung kính chắp tay khẽ lên tiếng mọi người thấy hết thảy sắc mặt trở nên nghiêm túc riêng âu dương trường thanh càng khó có thể tin bỗng dưng mở to hai mắt cha hắn đường đường là đệ nhất cao thủ bắc châu thế mà lại hành lễ với một tên tiểu bối có thể thấy trong lòng vị đệ nhất cao thủ bắc châu xem trọng chắc phàm không dưới những vị trưởng sự các châu đơn giản vì sợ hãi thiên long trảo vừa rồi của chắc phàm dù sao một chiêu này cũng phá hủy phong thiên kiếm không gì địch nổi trong nháy mắt nói trắng ra cũng là khắc tinh của phong thiên kiếm vì vậy sao có thể khiến một người cầm phong thiên kiếm không xem trọng hắn được chứ tuy người này có thực lực thua xa hắn nhưng chiêu số lại khiến hắn hoảng sợ không dám tùy tiện đối đãi chắc phàm nhìn âu dương lăng thiên biết trải qua chuyện này hắn cũng khó có thể che giấu thân hình cũng không kiềm chế khôi phục bản tâm tùy ý mà làm nhìn thấy vị tiền bối bắc châu cũng không đứng dậy hành lễ vẫn ngồi yên tĩnh như cũ khẽ lên tiếng âu dương tiền bối minh giám tại hạ chỉ là một quản sự của tiền gia mà thôi tới đây vì vận chuyển vật tư cho quý tông tạm thời ở nơi này nghỉ chân chỉ thế thôi quản sự tiền gia ha 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 tiên sinh xem lão phu là đứa trẻ ba tuổi sao tiền ra nội tình thế nào chúng ta đều rõ ràng cũng sẽ không có được người tài ba như tiên sinh mỉm cười lắc đầu âu dương lăng thiên thản nhiên nói tiên sinh không muốn tỏ rõ chân tình tại hạ cũng không ép hỏi nhưng trước mắt chuyện quá khẩn cấp người như tiên sinh lại đột nhiên xuất hiện nơi đây khiến bọn ta rất sợ hãi gây nên sơ suất, còn khiến tiên sinh bị ủy khuất nếu có gì đắc tội mong tiên sinh rộng lòng tha thứ vừa dứt lời sắc mặt âu dương lăng thiên trở nên lạnh lẽo liếc mắt nhìn những lão giả bên cạnh hiểu được ý hắn một đám cao thủ quy nguyên cảnh khoảng vài chục người lập tức cùng nhau đến trước mặt chắc phàm xếp một hàng quanh thương đội đến nước chảy không lọt thấy tình cảnh này vẻ mặt mấy người thương đội vô cùng căng thẳng cùng nhau nhìn về phía chắc phàm chờ hắn phân phó thượng quan khinh yên cũng giật mình song quyền ôm vào ngực may nhíu chặt tim đập thình thịch mộ dung tuyết thấy bộ dáng của nàng bất đắc dĩ lắc đầu những đệ tử tây châu và đệ tử hải minh tông thì kinh ngạc mà nhìn chờ đợi diễn biến tiếp theo riêng hai người thủy nhược hoa càng che kín triệt để nghi hoặc nhìn về phía chắc phàm làm sao công phu của vị tiên sinh này lại trở nên nguy hiểm như vậy hắn có bị bắt không đến cùng hắn là ai chắc phàm vẫn không có bất kỳ động tác gì cảm nhận đầu vai ấm áp kia khóe miệng xẹt qua nụ cười lạnh nhạt hoàn toàn không để những này người vào mắt Khẽ nhìn âu dương lăng thiên chắc phàm nhẹ nhàng lên tiếng âu dương tiền bối có thể cho ta chút thời gian để ta ở chỗ này ngồi một chút không lại ngồi một chút ngươi muốn làm gì Âu Dương Lăng Thiên chớp mắt, không hiểu quay đầu nhìn xung quanh một chút, căn bản không nhìn ra chắc Phàm đang đùa kiểu gì. Thản nhiên cười, chắc Phàm nhàn nhạt, lắc đầu, Âu Dương tiền bối không cần hồ nghi, tại hạ chỉ muốn ngồi ở đây một chút, không có mục đích gì khác. Sau trận ồn ào của Băng Long vừa rồi, nơi phế tích này, dưới tuyết trắng trời chiều lại có phong cảnh không tệ. Thưởng thức phong cảnh, Âu Dương Lăng Thiên nhíu mày nhìn bốn phía đổ nát thê lương, gió sương mưa tuyết, lại nhìn nụ cười thần bí của chắc Phàm, trong nháy mắt mơ hồ không hiểu chuyện quái gì thế này hắn sắp bị tóm mà không chút kinh sợ không bối rối không khiếp đảm không nổi giận còn có tâm tư thưởng thức phong cảnh hắn hồ đồ rồi sao nhìn thật sâu vào ánh mắt không đáy dưới mặt nạ ưng kia âu dương lăng thiên sửng sốt trong mắt vô số hồ nghi yêu cầu của chắc phàm hắn không thể hiểu rõ những người xung quanh thấy âu dương lăng thiên chưa đưa ra quyết định cũng không biết hành sự thế nào bỗng dưng tất cả mọi người ngây ngốc vây quanh chắc phàm nhìn sắc mặt nhàn nhã của hắn đang nhìn chằm chằm mặt trời nơi xa không biết nên làm thế nào cho phải nói thật nhiều năm như vậy những lão gia hỏa bọn họ cũng chứng kiến đủ loại đối thủ cũng đấu thắng loại hồ ly giả hoạt nhưng kỳ hoa giống như chắc phàm là lần đầu tiên nhìn thấy. ưm ừ. bỗng nhiên một tiếng rên khẽ vang lên sở khuynh thành chớp chớp mí mắt cuối cùng chậm rãi mở hai con mắt long lanh tuy sáng ngời hơn trước nhiều nhưng vẫn có chút vô thần chậm rãi rời khỏi đầu vai chắc phàm khuyên thành tỉnh rồi thấy tình cảnh này hai mắt thủy nhược hoa tỏa sáng kêu lên sợ hãi vô cùng vui mừng bao nhiêu năm nàng chưa từng nghỉ ngơi không ngờ ở nơi ồn ào náo nhiệt này nàng lại ngủ lâu đến vậy xem như kỳ tích nói xong nước mắt thủy nhược hoa bất giác chảy ra chắc phàm nhìn sở khuyên thành một lúc lâu cũng khẽ gật đầu quay đầu nhìn về phía âu dương lăng thiên nói âu dương tiền bối chúng ta đi thôi thủy cô nương sở cô nương giao cho ngươi chăm sóc chẳng lẽ vừa rồi ngươi không động là vì sợ quấy rầy nàng ta sao trong lòng run lên âu dương lăng thiên chăm chú nhìn sắc mặt không gợn sóng của chắc phàm như hiểu ra điều gì khẽ gật đầu thì ra là thế lão phu hiểu rồi tiên sinh mời âu dương lăng thiên đưa tay mời những lão giả đến bên người chắc phàm chuẩn bị áp giải hắn đi mà chắc phàm cũng không phản kháng giao sở khuyên thành cho thủy nhược hoa liền muốn quay người rời đi trong mắt tinh quang rạng rỡ khuyên thành nàng yên tâm chờ cứu được tiểu tam tử ta liền trở về mang nàng rời đi sẽ không buông tay nàng lần nào nữa ba thế mà không đợi hắn rời đi mấy bước một tiếng vang nhỏ đột nhiên phát ra bàn tay ngọc của sở khuyên thành chẳng biết duỗi ra lúc nào như kìm sắt lôi kéo bàn tay chắc phàm không buông Chắc phàm quay đầu nhìn qua, trong mắt mang theo một tia hy vọng, chẳng lẽ khuyên thành khôi phục. Nhưng thật tiếc, hắn nhìn đến ánh mắt gia nhân vẫn ngốc trệ như cũ, không có chút thần thái, bàn tay nàng như nắm lấy một đồ vật vô cùng quan trọng, càng lúc càng chặt, dù thế nào cũng không buông tay. Mặc kệ thủy nhược hoa kéo thế nào, bàn tay bé nhỏ không tách rời bàn tay hắn. Điều này khiến Thủy Nhược Hoa vô cùng xấu hổ, không biết làm thế nào mới tốt, đồng thời trong lòng nghi hoặc, hôm nay Khuynh Thành bị sao thế này chỉ có chắc phàm là hiểu rõ hết thầy, sở khuynh thành nắm lấy tay hắn không phải nàng khôi phục tâm trí mà chỉ nắm theo bản năng thôi bất cứ lúc nào cho dù mất đi tâm trí không có trí nhớ thế nhưng cảm giác cũng không thay đổi giờ này khác này sở khuynh thành dùng cảm giác tìm kiếm chắc phàm nghĩ tới đây trong lòng chắc phàm lại đau xót hắn nhìn về phía âu dương lăng thiên kiên định nói âu dương tiền bối mặc kệ người muốn đem tại hạ mang đi đâu có thể mang theo vị cô nương này không có thể chỉ cần người tây châu không ngại là được liếc nhìn sâu sở khuyên thành một cái cũng hiểu rõ tình huống của nàng cho dù đi bên người chắc phàm thì cũng không giúp được hắn cái gì mà nhìn thấy bàn tay mười ngón đan chặt của hai người âu dương lăng thiên cũng đoán được đại khái quan hệ của bọn họ liền giúp người hoàn thành ước vọng đạm mạc gật đầu bây giờ còn không biết chắc phàm là bạn hay là địch bối cảnh thân phận xuất thân từ nơi nào âu dương lăng thiên luôn làm việc lão luyện đương nhiên sẽ không tùy tiện trách móc nặng nề nghe được lời này chắc phàm hài lòng gật đầu nhìn hắn cười cười sau đó nhìn về chỗ thủy nhược hoa trong mắt mang theo vẻ mong đợi hiểu rõ ý của hắn lại nhìn thấy sở khuynh thành cùng tên nam tử này kháng khít không rời chắc hẳn có giao tình không ít giao khuynh thành cho hắn có lẽ sẽ có ích lợi cho bệnh tình của nàng sau đó nàng suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng gật đầu buông ra hai tay đang kéo tay sở khuynh thành mà trong một khắc này khóe miệng sở khuynh thành bỗng nhếch lên đường cong bí ẩn sau đó đi đến bên người chắc phàm càng thêm nắm chặt tay hắn ngay sau đó dưới sự áp giải của hàng dài trưởng lão hải minh tông chắc phàm cùng một đám thương đội đều bị giải đi trọng điểm giám sát không khác gì ngồi tù thượng quan khinh yên nhìn thấy tất cả vẻ mặt lo âu nhìn chắc phàm rời đi trong mắt lại tràn đầy vẻ hồ nghi nồng đậm đây là lần đầu tiên nàng thấy chắc phàm lại cẩn thận quan tâm đến một nữ nhân như vậy thậm chí lúc ngủ yên cũng không để vật gì đến quấy giày mảy may giấc ngủ nàng chỉ là nữ nhân kia đến cùng là ai thủy sư muội vừa rồi xảy ra chuyện gì người kia là ai sao ngươi lại giao khuynh thành sư muội cho hắn ta cũng không biết thân phận của hắn chỉ biết giống như rất quen thuộc với khuynh thành khuynh thành ở trước mặt hắn mới sẽ trở nên bình tĩnh ta cảm thấy để khuyên thành bên cạnh hắn có lẽ sẽ có chỗ tốt với bệnh tình của nàng vũ thanh thu thấy tình cảnh vừa rồi cũng vội vàng nghe ngóng về phía thủy nhược hoa nhưng thủy nhược hoa cũng bằng vào cảm giác cũng chưa nghĩ sâu tính kỹ qua nghe lời này viêm ma đứng một bên rên lên một tiếng sao ngươi lại hồ đồ như vậy còn chưa biết ngọn ngành người kia bây giờ hắn lại bị hải minh tông bắt giữ ngươi lại giao khuynh thành cho hắn vạn nhất khuynh thành trở thành con tin thì làm sao đây là địa bàn của hải minh tông chúng ta làm sao cứu đây người ta cũng sẽ không vì một đệ tử Tây Châu là ngươi mà đạt thành điều kiện gì với người kia. Khuynh thành nhất định phải đi cùng hắn, ta có cách nào sao? Vừa rồi không phải ngươi cũng đã thấy, trừ phi chặt tay của nàng, nếu không nàng chết cũng không chịu buông tay. Bây giờ nàng mất đi tâm trí, tất nhiên là cố tình gây sự, chẳng lẽ ngươi cũng mất tâm trí sao? Người Viêm ma cùng thủy ngược hoa cãi nhau một hồi, Vũ Thanh Thu cau mày, sau nghĩ trầm ngâm một chút, lúc này mới đi đến trước người Âu Dương Lăng Thiên, ôm quyền nói âu dương tiền bối sư muội bị điên của ta cũng không hiểu mọi việc đến lúc đó còn xin tiền bối quan tâm nhiều đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn không cần thiết để hắn ngươi không cần nhiều lời ta đã hiểu rõ ngươi cũng yên tâm đi người kia đối với sư muội của ngươi cũng không có ác ý chậm rãi khoát tay trong nháy mắt âu dương thiên lăng đánh gãy lời lời nói hắn sững sờ ánh mắt vũ thanh thu lộ ra vẻ nghi hoặc tiền bối sao ngày lại xác định như vậy tình cảm của người kia đối với sư muội ngươi đã rõ như ban ngày sư muội ngươi cũng rất ỉ lại hắn phần cảm tình này cũng không thể gạt người mỉm cười một tiếng âu dương lăng thiên từ chối cho ý kiến nói lão phu hành tẩu giang hồ đã nhiều năm sao lại nhìn nhầm được để sư muội ngươi ở bên người người kia sẽ được an toàn tuyệt đối ngươi cứ yên tâm đi ha 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 cười lớn một tiếng âu dương thiên lăng vỗ vỗ đầu vai hắn liền rời đi chỉ để lại một người hắn đang âm thầm suy tư tại chỗ tinh quang trong mắt chiếu sáng rạng rõ ngay sau đó âu dương thiên lăng đi đến bên người nhi tử của hắn sắc mặt trầm xuống bàn tay nâng lên muốn vỗ xuống âu dương trường thanh thấy vậy liền co rụt đầu ngồi xổm xuống câm như hến nhìn thấy tên nghịch tử suốt ngày gây chuyện thị phi này của mình âu dương lăng thiên cắn mạnh răng một trưởng này cũng không đánh xuống mắng to nói thằng nhãi con ngươi có biết ngươi sông họa lớn bao nhiêu không không chỉ phong ấn làm trọng thương những đệ tử này lại đi vào phong thiên các giải phong mấu chốt là một khi phong thiên kiếm này rời khỏi phong thiên các kết giới tông môn sẽ bị suy yếu mạnh đến lúc đó bất bại kiếm tôn thừa cơ đánh tới thì làm sao nếu tông môn có bị tổn thất gì thì ngươi chính là tội nhân thiên cổ hôm nay lão tử nhất định phải đặt kiếm về chỗ cũ rồi lại bẩm báo tông chủ về chuyện của tiền quản sự kia việc hôm nay ngươi nhớ kỹ đó cho ta đợi sau khi những việc này yên ổn lão tử lại đến thu thập ngươi sau ừ hất mạnh ống tay áo âu dương lăng thiên bước ra một bước bay đi trong nháy mắt chỉ để lại âu dương trường thanh mang vẻ mặt ủy khuất nhìn về bóng lưng rời đi của lão cha hung hăng méo miệng trong lòng hắn thầm hy vọng cái thế giới này vĩnh viễn không yên ổn lão cha có việc để làm liền sẽ không tìm hắn tính sổ tên âu dương trường thanh này giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn mộ dung tuyết cười khổ một tiếng quay qua nhìn về thượng quan khinh yên ở một bên nói yên nhi ngươi xem hắn sao lại không trưởng thành lên một chút ách yên nhi thế nhưng chẳng biết lúc nào bóng người thượng quan khinh yên cũng đã biến mất không thấy tăm hơi một chỗ khác vũ thanh thu nghe thấy câu trả lời chắc nịch của âu dương thiên lăng hắn chấn an bọn người viêm ma thủy nhược hoa một chút liền đường ai nấy đi nhưng trước khi đi tâm tư của vũ thanh thu rất nặng nề không biết đang suy nghĩ gì trong đầu thủy nhược hoa sau khi đi ra khỏi diễn võ trường trước mặt lại xuất hiện một bóng người xinh đẹp làm nàng sững sờ tiểu thư người là đông châu thượng quan khinh yên bóng người xinh đẹp nho nhã ôm quyền thượng quan khinh yên làm lễ thật sâu với thủy nhược hoa trong mắt chớp động lên vẻ nghi hoặc vẻ mặt thủy nhược hoa khó hiểu Thượng quan tiểu thư, thất kính thất kính, chỉ không biết sao ngươi lại chặn đường ta, đến cùng là có việc gì? Ta muốn biết tất cả mọi thứ về cô nương kia, rõ ràng chi tiết, ngươi có thể cho ta biết không? Cầu ngươi." Chăm chú nhìn về hai con ngươi thủy nhược hoa, mặt mũi thượng quan khinh yên tràn đầy vẻ chân thành tha thiết. Mi mắt khẽ run, thủy nhược hoa giật mình, trong mắt phủ đầy vẻ kỳ dị. Sao nàng này lại có hứng thú với chuyện của Khuynh Thành như vậy? Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt gấp đến không thể chờ tiếp của nàng, thủy nhược hoa suy nghĩ một chút, lại hơi gật đầu, xem như đồng ý.